Con cho mì đứng nha. Dạ nha, dạ. Con đứng này. Con đứng đây cho mì đây nha. Nha, đứng đây ba. Đâu hay cầm cầm cái hoa đi cô, cầm cái hoa nhìn lên. Đây đây đây, con cân con đùa nữa. Đây đây đây. Ôi giời, nẻ tập kịch mẹ cái cảnh luôn. À đây em được ngược lại. Bạn tư ba má quại bà quại bà đậu luôn chứ lại lắm nóc đồng hồ đây đâu có cái bụng đậu mình luôn. Hai chiều rau. Hai chiều rau. Chiều gì mới đúng này. Thôi nên đứng đi. Đi cầm không chịu tự do để tự do. Con đi cầm con chụp hình thôi. Đi cầm con chụp hình lần sau luôn á. Đi. Sao bay? Đều bốc chụp cái mình chứ. Ba. Sao cái gì? Chụp chim bình bọt phải không? Con nói gì chứ? Mẹ. Nói gì ngõ nào, đi ngõ đây chứ, ngõ khác. Không có đi vào cái mặt hàng cao gì giúp. Đi lên đâu? Đi lên là không nổ á. Ừ, đi không nổ đâu. Em lên đi, không đi, không nổ á. Bình thường. Ba con lận. Đâu? 1, 2, 3. Ơ? Được. Lại bắt con đi nhập bốn con lận. Quá trời. Đưa im đi. Tôi muốn đánh nó ngoài đuôi. Tám mẹ. Chị đâu ơi? Chị? Năm ơi! Mày chưa đi mà. Ở đây luôn. Tao đi qua lần lần chứ. Bây giờ qua đây rồi đi về luôn chứ đâu có đi ngược lại phải không? Từ từ tỉnh đi. Phải qua đó không? Phải chứ. Đây là chị xe con.
không biết. Mấy ông hướng dẫn viên đâu tương đậu. Không dẫn viên đâu bắt đầu. Không ai bắt đâu. Qua đó qua núi bên đó rồi chết đi. Không 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 mua người. Xa nè. Nói vui à, hay là mình muốn có ra luôn à. Chị hàng chưa lại hả con? Đây nè, lối là cổng tay chị thấy qua đây mưa. Đâu. Buổi tiên qua đây mưa. Đâu. Thấy chưa? Không. Xôi. Sao quá đâu có lối là cổng. Nó chạy hướng này cũng là. À vậy đi qua đây. Quả. Đây. Ê, em nhỏ. Chị chồng nó sẵn cái cầu á. Thấy mua đẹp không? Hả? Mua đẹp. Cái này là cái mua mày. Mua Thái á. Phải không? Mùa Thái chứ không phải mùa bình. Đi không sợ thì ơi kìa. Sợ đi vòng vòng không. Tới giữa cầu nó vậy á. Ta kêu vườn hoa nè. Con vô đứng bên đây. Vườn hoa đẹp á. Ờ. Cắm cái cầu đó. Nhanh đi. Con kêu để đâu tặng. Đường đây vậy? Đường đây. Ôi, Hà Leo. Ông đi vườn hoa. Qua đường đây mà. Rồi cắm túi cầu. Cắm túi cầu. Thảo là mê băng qua, đi chạy sai rồi. Bụng vô bụng vô đó. Ăn cường nữa. Rồi. Để cường chờ mấy mé để dẫn dài cũng giờ không có đề cho người ngủ mưa nữa. Má thấy chị điện này nào. Chị quá thấy. Chụp lên anh Cường. Cường. Anh Cường. Chụp lên đây nè. Đây tự nhiên là anh chụp thôi chứ. Mệt ghê. Đi nhằn quá anh. Rồi. Nhiều rồi con là. Đi nè, nổ không? Chú Toàn kém đi. Chú Toàn kém mà. Được. Đại ca mà. Đại ca mà kém. Chụp tết này chơi không có gì. Đi.
Nã đi nhất đoạn, chưa có ai vượt lên hết, chỉ có cô Trang đi thứ nhì thôi. Ủa sắp hồng. Hình như sắp tới rồi. Si đang chạy tới. Dạ đang tới á. Cái ngọn tháp nó chạy xuống từ nào? Từ chỗ nào mình cũng không thấy. Có chỗ kia có cái cầu. Chắc vậy á.
như trên này là cái thú suối, cái thác để chảy suối, suối nước suối. Đúng rồi, chỗ này thác chảy xuống với nước này xuống này. Có hai đường. Một qua cầu. Hai là bên đây. Qua cầu nha. Qua đường cầu á. Đúng rồi các bạn, chỗ này nước nó chảy qua cái thác ở phía kia. Đường chảy cái trào cái cầu này nó cũng rung á, đường nó chảy. Kim Mạc cũng đi theo mình rồi. Ó xì kia kìa, mẹ không rớt xuống mũ à. Ê, nhầm nha. Đừng lên chiếc kia nha. Chiếc xe 8 á. Xe mình trút chiếc kia lần á. Qua đường này cho tách. Đây đây, qua đây, cho khỏi xe. Mình phải leo nha. Ráng leo nha. Leo lên. Xì đây là xì nhỏ này. Ồ xì đây mình mà quên. Ồ đúng không? À, tao chỉ lấy cho bình nước ra. Nó cũng ngọt chứ. Đó để tao nhậu uống. Mấy thầy lại tới nhầm dữ vậy. Mấy sao tới nhà. Sao? Tao vô xì trước đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.